chào quý vị và các bạn. Sáng nay thì Thanh Mai sẽ dẫn quý vị và các bạn đi du lịch ở đâu nè. Hiện tại thì Thanh Mai đang có mặt tại khu du lịch Hồ Mây ở thành phố Vũng Tàu đó các bạn. Thì từ thành phố Hồ Chí Minh thì thời gian di chuyển là 2 tiếng đến khu du lịch Hồ Mây, xong rồi mọi người sẽ đi cáp treo lên. Đây nè, các bạn thấy phía sau không? Thanh Mai đang đi vòng vòng trên cái cung đường này đó các bạn. Chỉ có điều là trên trong cái khu du lịch Hồ Mây này các bạn, mở cái nhạc gì ghê quá. Hy vọng là cái nhạc này nó không dính bản quyền. Đó. Thì các bạn thấy không? Bây giờ Thanh Mai đang đi vô trong thì Thanh Mai sẽ đi quay cho các bạn những cái dịch vụ mà trong khu du lịch Hồ Mây nó có cái gì thì các bạn đi theo Thanh Mai nha. Thì Thanh Mai sẽ chia sẻ cho các bạn là trong này thì có những gì. Thật ra Thanh Mai đã đến đây tham quan rất là nhiều lần rồi. Nhưng mà Thanh Mai cũng lười quay lắm các bạn. Ít có quay lắm. Nhưng mà đợt này Thanh Mai sẽ quay cho các bạn. Thanh Mai sẽ quăng một video clip lên TikTok và Thanh Mai quăng một video clip qua bên YouTube luôn. Làm cho vui thôi. Và các bạn đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh TikTok của Thanh Mai nha. Và kênh TikTok của Thanh Mai tên là Jimmy Store. Và YouTube của Thanh Mai tên là Đinh Thị Thanh Mai Discovery the World. Bây giờ Thanh Mai sẽ đi vòng vòng chia sẻ cho các bạn nha. Thanh Mai cho đoàn du khách của Thanh Mai ở trong này 2 tiếng đồng hồ. Đó. Thì các em học sinh, học sinh nước ngoài đó các bạn, sẽ đi vòng vòng khám phá và tập trung lại, sau đó là đi ăn trưa và khởi hành về lại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi bây giờ các bạn đi theo Thanh Mai nha, chúng ta sẽ có những trải nghiệm gì nha các bạn. Đi theo Thanh Mai nha. Nè các bạn thấy hôm nay Thanh Mai thắt bím là bởi vì sao? Thấy hôm giờ rồi bận rộn không có thời gian gội đầu. Chưa gội đầu. Gội đầu thì thả tóc ra mà chưa gội đầu là phải thắt bím vô cho nó đỡ. Ơi ok em. Không sao, chị lại đó liền. Ok, chị lại liền. Các bạn hướng dẫn viên. Bạn rủ là chị Mai có uống gì không? Sáng chị Mai đã ăn sáng và uống nước rồi. Rồi chị Mai đi vòng vòng quay video thôi. Vậy nha, bây giờ các bạn đi theo Thanh Mai nha. Đây là trên cáp treo thì chúng ta có thể nhìn thấy xuống khu vực Vũng Tàu này các bạn ha. Đó. Dừng đầm bay lên lắm. Các bạn thấy không? À, dừng đấy. Dừng đầm bay lên rồi. Sau thời gian đi cáp treo xong, đây cáp treo đây. Đó, thì mọi người bắt đầu di chuyển lên trên khu vực đó, khu vui chơi của Hồ Mây. Và Thanh Mai muốn gửi lời cảm ơn cái cô này đây rất nhiều. Hello my beautiful lady. Thank you so much for giving me the earring. I love so much. Yes. Cô đã tặng cho Thanh Mai một cái bông tai có hình hoa mai đó các bạn. Ủa hồi đó Thanh Mai mua bên Campuchia đó các bạn. Với Thanh Mai mua bên Thái là bên Lào, nó bán mắc lắm đó các bạn. Nó bán mấy triệu lận mà cổ tặng cho Thanh Mai, Thanh Mai dữ quá. Ở đây thì các bạn thấy không, đây là khu vực thác nước ha. Chúng ta có thể là đạp vịt, thuê thuyền đạp vịt đi trên cái khu vực hồ nước này. Đó bên kia nè. Đây bên này có cái khu vực đạp vịt này các bạn ha. Các bạn có thể thuê thuyền ở đây để mà các bạn có thể là chèo thuyền ha. Đó, đưa xuống. Đây là khu vực chơi xe đua công thức nè các bạn ha. Đó, nếu bạn chơi xe đua công thức thì xe đua công thức ở đây. Ồ, đây chính là khu trò chơi xe đua công thức. Đó, ha. Và ở đây cũng có cái trò chơi mà nó xoay vòng vòng vậy nè các bạn ha. Đó, ở bên kia cũng có trò chơi khác nè. Ở đây có nhiều trò chơi cảm giác mạnh ha. Đó, ở đây có trò chơi đu vậy. Các bạn thấy không? Đó. Đây. Sống trong giận lòng từ mai đường trường chơi vơi chẳng đi đến đâu em gặp đây mình đang cô đơn giữa. Nó có cái khu vui chơi cho các em bé con nít đó các bạn. Cái khu này là cho mấy con nít ha. Con nít chơi. Đây. Nếu mà các em bé nhỏ thì sẽ chơi trong này. Chơi băng, chơi bóng hoặc là chơi mấy cái trò chơi dành cho con nít ở đây. Đó, nó có mấy cái khu chơi cho các em bé. Mấy này là mấy bé nhỏ thôi à, tuổi nhỏ. Ở trong cái hồ này nó ghi là xem cá khủng, để Thanh Mai dẫn các bạn vô bên trong xem được cái con cá nó có khủng không nha mọi người. Đó, đây đang quay cá khủng mà chưa thấy con cá. Đã thấy rồi. Đúng là cá khủng thật nha. Yeah.
nhưng mà đồ ăn chê ít quá nên là chưa có chịu ngồi lên ăn. Đâu đâu cá khủng đâu, ủa cá khủng đâu ta, cá khủng đâu, cá khủng đâu. Wow, thấy rồi, thấy cái mõm. Oh, thấy cái miệng, thấy cái miệng, các bạn thấy thấy miệng rồi, thấy miệng con cá khủng rồi. Người ta nói trong cái hồ này nó có 5 con cá, mỗi con cá dài 2 mét. Thì hồi nãy cũng thấy nó ngoi ngoi lên nhưng mà không thấy rõ. Thấy không nè, thấy con cá to này không? Đó, các bạn thấy con cá to chưa? Thấy con cá to chưa? Hồi nãy nó ngoi lên nó bụp đồ ăn mà kia cái bụp bụp luôn đó, thấy không? Còn ở bên đây là có cái khu văn hóa tâm linh Phật giáo đó các bạn. Có đài phun nước ha, bây giờ các bạn đi theo Thanh Mai. Chúng ta sẽ đi vòng vô đó để coi tượng Phật ha. Đó, bây giờ Thanh Mai đi vô. Thì Thanh Mai cầu chúc cho tất cả những cái bạn bấm nút đăng ký theo dõi trên TikTok, kênh YouTube của Thanh Mai. Và chúc cho các bạn có thật là nhiều sức khỏe, bình an, vạn sự như ý, đặc biệt đó là luôn vui vẻ ha, tâm vui vẻ bình an hạnh phúc. Đó thì Thanh Mai sẽ đi lại gần đây thì các bạn sẽ thấy tượng Hy Lạc, xong rồi ở bên kia nó có nhiều thứ lắm các bạn. Đi vô ha. Sáng nay sáng nay Thanh Mai quên mang theo cái dây sạc điện thoại để trong xe hơi mà quên lấy ra. Đó các bạn coi đây tượng Phật ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi ra khu vực Phật Tích Động và đường La Hán, con đường La Hán ha. Đây, chúng ta đi trên con đường này. Đây. Hi, hello. Hi, hello, hello. Trời ơi, mấy đứa con nít. Đó, các bạn coi ha, đây. Hai bên đường là những tượng Phật ha. Đó, đây. Ở đây có cái lâu đài xe trượt dốc của các bạn, mắc cười lắm. Hồi đó Thanh Mai đi một mình, cái xong lại có một cái anh chàng á, anh nói là thôi được rồi để em đi cùng chị. Xong rồi bạn có tin không? Anh ta tăng hết tốc lực luôn các bạn. Thanh Mai hả, nó là khủng hoảng tinh thần luôn á. Xong rồi hồi đó chơi cái trò chơi bên kia nữa, ói hết 30 phút đó, xong chơi trò chơi này xong rồi khiếp luôn á. Thì đó trở đi là không bao giờ thèm chơi bất cứ một cái trò chơi nào liên quan đến cảm giác mạnh đó các bạn. Đó, nếu mà bạn đi thì nó sẽ trượt dốc xuống như vậy này các bạn ha, có những cái bánh xe đi vòng vòng ở dưới núi như vậy này các bạn ha. Đây là cái khu You Are For Old ở phim 7D các bạn. 7D ha, xem phim 7D ha, đây. Đây chính là cái dĩa bay ha. Và chúng ta vào trong đây chúng ta xem phim 7D. Đây là hai quý bà rất là dễ thương, hai two beautiful ladies waiting for me to see 7D movie. Miss Queen India. Yeah, nice. Đây, hai cô bà rất là dễ thương đã tặng cho cô Thanh Mai cái bông tay các bạn. Đó, mọi người ngồi trong rạp đây để xem phim 7D này các bạn, 7D luôn nha. Đó. Thì mọi người sẽ nằm ở đây và sau đó là ngẩng mặt lên trên bầu trời. Đó các bạn thấy không? Đó, thấy không? Như vậy nè các bạn. Đó, thấy không? Bầu trời tối tắt đèn rồi. Đó, thấy không các bạn? Thấy không? Đó, như vậy đó. Phim 7D nha các bạn. Bây giờ là thời gian cho các bạn trẻ tự do tắm biển. Biển sóng rất là lớn nhưng mà mọi người là tắm rất là đông. Các bạn ơi đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh TikTok và YouTube của Thanh Mai nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau.